Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 triệu tốc cần có ký hiệu là CHDOT nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link dưới mô tả video mà tôi start chatbot nè. Rồi bấm son này rất nè bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kính gấp kênh seller nè bạn. Mình tìm những kèo ít có random cho các bạn luôn. Những kèo random mình ít có làm lắm các bạn. Rồi. Những son gấp kênh seller. Nhưng thật ra thì nó, đôi khi nó cũng tôi cần nó phân phối, có người phân phối người không mình cũng không biết được nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter. Xin Twitter nè các bạn theo dõi nè. Dạo gần đây mình tìm dán game làm các bạn. Rồi tiếp tục các bạn copy hashtag này nè. Rồi các bạn copy hashtag này các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn tweet nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chuyển cho tôi biết nhé, tắt nè các bạn. Trang hết tắt vào. Rồi các bạn tôi biết lại nghe bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn son get it nè, subscribe get it nè. Bạn nào chưa có tài khoản Reddit thì đăng ký cái tài khoản Reddit nha bạn. Rồi bạn son community nè. Rồi bạn like cho đăng ký luôn các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục son kênh seller nè. Tiếp tục follow Twitter và retweet tweet nè. Này trên nguồn này nãy các bạn đã tweet rồi mình bỏ nó cái này cũng được các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Bạn bấm register. Rồi các bạn đưa cấp trang các bạn. Chữ bot là cái book hết á. À, cái hộp đúng rồi. Dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Support. Tiếp tục còn gửi địa chỉ VPNB sang mã chain BET20 trên chocolate của các bạn nè. Giá của VPNB khá là cao rồi. 404 đô cho một token. Rồi, tiếp tục bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Rồi, bạn mở Twitter các bạn ra nè. Nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nữa, nhấp vào ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Bạn sẽ chép liên kết nè, sau đó bắt up nữa nè. Sau đó các bạn submit link retweet thì bạn mở Twitter của các bạn ra nha. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet này nè. Bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Sau đó nó hỏi của son credit của máy heo son net. Sau đó submit đường link profile credit. Rồi nhấp vào credit lên nè các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè. Ê, ba cạnh cùng chứ. Nhấp vào anh avatar của mình nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng. Các bạn sao chép đường link credit của mình nè. Gửi lại cho bot nè. Tiếp tục hỏi của son cancellor không bán ai heo son net nha bạn. Rồi hỏi tôi quyết không có ai heo son net. Tiếp tục bấm vào menu. Rồi bấm balance đi chết số cầm mình kiếm được. Mình đã nhận được 5 triệu tôi cần xe hát đó. Còn gì cái ghép mình sẽ trong bè những thằng lúc tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.